Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một vui, bầm sùm trà phục kiến nha. Hàng mã dưa khai thác quê nha. Cây này có hoành, vị trí cũ đây là 12 nha. Cao là 20. Còn cái tán bay đủ của nó là 30 nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn. Bầu xe dừa nha anh chị cô chú.